quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2013, sau 4 lần tổ chức thành công trong năm 2012, chuỗi các sự kiện vì cộng đồng ô tô Việt năm 2013 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ với các hoạt động như hội thảo chuyên đề về an toàn lốp xe, lái xe an toàn, chuyên đề về ắc quy và ngày hội chăm sóc xe và lốp xe ô tô. Điểm mới của chương trình năm nay là với sự đồng hành của Bridgestone Việt Nam, người tham dự được phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn xe, được trực tiếp chăm sóc xe và lốp xe miễn phí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội chăm sóc xe sẽ diễn ra vào ngày 17-18 tháng 8 năm 2013 tại sân vận động quân khu 7. Vẫn là con số là 100 trở lại không? Còn tại nhưng số người đăng ký tăng lên.